Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp set của Tsumoto bản giới hạn Kawasaki Ninja Z10AA 2007. Tại triển lãm mô tô xe máy Việt Nam 2007, Kawa Việt Nam không chỉ mang đến những siêu phẩm trong làng mô tô là Ninja High Carbon với số lượng hạn chế 120 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, mà còn giới thiệu đến các biker Việt một hàng cực hiếm khác, đó là Kawasaki Ninja Z10AA 2007. Theo đó, chỉ có đúng 500 chiếc mẫu xe này được ra lò. Theo hãng Kawa cũng cho biết thêm, Ninja Z10AA được thiết kế với những kinh nghiệm thu thập về từ chương trình mô tô đường đua World Super Spy. So với bản Ninja Z10AA tiêu chuẩn, thì bản mới này sở hữu những chi tiết khác biệt về thiết kế. Đầu tiên phải kể đến là bộ vành nguyên bản được thay thế bằng loại Mastracini 7 chấu siêu nhẹ. Bộ vành mới đi kèm với lớp Rally Super Coacha SB có kích thước ở lớp trước 120/70R17, lớp sau 190/55R7. Bộ vành này giúp xe tăng tốc, phanh và đổi hướng nhanh hơn. Tuy nhiên, những thay đổi lớn nhất của mẫu xe này thực sự nằm ở bên trong. Tại đây, hãng Kawa đã thay đổi cái nắp xi lanh để phù hợp hơn với cái trục cam được nâng cấp lên và trục khiểu được gia cốc đồ bền hơn. Theo hãng Kawa cũng cho biết, động cơ mới của Ninja Z10AA 2007 tạo ra công suất lên tới 197,30 lực tại vòng tua máy 13.000 một phút, mô men xoắn cực đại 83,7 LPST tại vòng tua máy 11.500 một phút. Ngoài ra, Ninja Z10AA 2007 còn được thiết kế hệ thống điện tử hiện đại như những siêu mô tô cao cấp khác, ví dụ như hệ thống kiểm soát lực bấm đường, kiểm soát phanh động cơ, điều khiển tăng tốc, chống bó cứng phanh và kiểm soát âm cua vân vân. Thêm vào đó là hệ thống phanh Rebel Fuchsua từng ra mắt trước đó trên mẫu Z10AA 2016 với giảm sốc nằm ngang ở phía sau. Cả hai đều tối ưu hóa để phù hợp hơn với đường đua. Hệ thống sang số nhanh 2 chiều cũng là điểm nhấn mạnh trên mẫu xe này. Đáng chú ý nhất là được trang bị cái yên đơn dành cho một người ngồi để cắt giảm đi trọng lượng. Cuối cùng là dòng chữ AA trên nắp động cơ và chìa khóa riêng biệt dành cho mẫu Kawa Z10AA 2007. Mẫu xe này có đúng một màu đen duy nhất, đó là Winter Edition. Điểm nhấn khác là các chi tiết được phối màu trắng khác. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại chi tiết, nhớ like hoặc share với subscribe.